quý vị, mới đây tại thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cảnh sát biển năm 2023, qua đó ghi nhận, biểu dương nhiều kết quả nổi bật về công tác cảnh sát biển được triển khai trong năm 2023. Tính đến cuối tháng 11 năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức 181 lượt tàu, xuồng hoạt động với quãng đường đi được trên 49.000 hải lý. Theo đó đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản đối với 45 tàu, xử phạt vi phạm hành chính 44 tàu có lỗi vi phạm, bắt giữ và xử lý 28 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, xử phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hóa xung công quỹ gần 15 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đã triển khai đấu tranh triệt phá 14 vụ án, bắt giữ 15 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, ra quyết định khởi tố 3 vụ án phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, đơn vị cũng trực tiếp tiếp nhận, xác minh, xử lý 124 thông tin về tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải, theo dõi, chỉ đạo tham gia, xử lý 6 vụ, cứu được 8 thuyền viên, vớt được 1 thi thể, tiếp nhận 14 thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển, bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn đề cao vai trò là cầu nối tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo quê hương khi chủ động phối hợp Ban dân vận tỉnh ủy các tỉnh, thành phố, triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả chương trình công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, kế hoạch Tết Hải đảo, trong đó tổ chức trao tặng 4.274 xuất quà, tặng 15.450 lá cờ tổ quốc cho ngư dân, 728 áo phao cá nhân, tổ chức 7 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, với sự tham gia của 26.200 em học sinh thuộc 50 trường trung học cơ sở của 9 tỉnh thành trên địa bàn, trao tặng 520 suất học bổng, 60 chiếc xe đạp, 3.520 cuốn vở cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Trong năm 2024, theo sự chỉ đạo phân công của Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, phối hợp nắm tình hình trên biển, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời tổ chức chặt chẽ, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan, ban ngành các tỉnh, thành ven biển trong tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành với bà con nhân dân, ngư dân phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Để từ đó xứng đáng với câu nói, cảnh sát biển Việt Nam mãi là điểm tựa vững chắc của ngư dân cả nước, từ trước tới nay, bây giờ và mãi về sau. Thank you.